này em có bán được căn biệt thự nào ở Ngọc Trai này không? Em không bán được căn nào anh ạ. Bởi vì là không lấy được hàng cho khách. Anh nhớ hồi đó là mức chênh dao động từ khoảng từ 5, 6 cho đến 7, 8 tỷ một căn. Vâng. Mà thậm chí là gọi là cầm tiền sẵn lên trồng mà cũng không có hàng để lấy. Đúng rồi, thời điểm đấy em cũng có khoảng tầm mấy khách là đợi sẵn để giấy hàng nhưng không lấy được hàng. Thế anh có bán được căn nào? Anh có hai khách đã mua rồi. Nhưng mà rất tiếc là không phải anh bán, anh cũng không có hàng luôn. Thế bây giờ đã là năm 2024 rồi, thời điểm này thì không biết là anh đang có căn nào để giới thiệu tới em và quý vị không? 2022 thì anh không có hàng nhưng mà 2024 này thì anh tự tin là chùm rồi. Chùm vào Super 2. Hiện nay anh đang có đủ cái hàng của Ngọc Trai. Và có một cảm rất là ngon luôn, em có muốn đi xem không? Tất nhiên rồi, em đang ở trong đi đoạn công viên của Ngọc Trai, em thấy không khí trong này là khác hoàn toàn với khu bên ngoài ạ. Và em đang tự hỏi là tại sao trước đây anh chỉ cho em và quý vị xem những phân khu ở ngoài mà chưa bao giờ dẫn em và quý vị đi vào phân khu Ngọc Trai, khu VIP và đẹp như thế này để cảm nhận cái thực tế ở đây. Cũng bình thường rồi em. Cái gì mà gọi là đẹp, cái gì mà gọi là quan trọng thì thường đến sau mà. Vâng. Để xem có đủ kiên nhẫn hay không. Thế bây giờ anh sẽ dẫn em đi xem nhé. Ok anh. Ok, let's go. Và bên phải đây chính là căn sau lập anh muốn giới thiệu Khánh. Căn này là thuộc dãy Ngọc Trai 2. Em thấy thế nào khi bước vào Ngọc Trai sau một thời gian rất là lâu rồi? Vâng, đúng là cũng rất là lâu rồi em mới bước vào Ngọc Trai và em cũng rất là ngạc nhiên với cái cảnh quan tiện ích và cái không khí ở trong này. Đúng rồi. Cảm giác nó khác hoàn toàn so với phân khu bên ngoài anh ạ. Chính xác, cái đó là cá nhân Khánh có cảm nhận giống như anh. Tức là thỉnh thoảng ấy, mỗi ngày mình vào đấy mình thấy nó khác biệt so với 7 phân khu còn lại của Super 2. Căn này có diện tích đất là 160m2 Khánh nhá. Vâng. Mặt tiền rộng 8m nhân với 20m. Và hướng cửa chính này hướng Đông Bắc. Đông Bắc. Xây thô là 4 tầng một tùm. Em đoán xem tổng diện tích xây dựng của căn này bao nhiêu? 4 tầng. Em cũng chưa hình dung ra được đâu. Vì em thấy là ở đây song lập mà xây được 4 tầng là chắc là tổng diện tích sử dụng nó phải lớn hơn ở phân khu ở trên Vinhome Ocean Park 1 rất là nhiều đấy. Đúng rồi, chính xác. Tức là có một cái khi mà anh em mình dẫn khách đi lên Vinhome Ocean Park 1 đúng không? Là cái diện tích xây dựng nó hơi nhỏ. Thiếu. Chia phòng ngủ nó hơi khó một chút. Đúng rồi. Thì đấy là cái rút kinh nghiệm và chủ tư Vinhome đã thay đổi ở Super 2 này, Ngọc Trai này rất là tốt. Tức là tổng diện tích xây dựng nhé, riêng tầng 1 ấy là 85m2 xây dựng. Và tổng diện tích xây dựng của 4 tầng một tùm ấy 377m2. Tức là cái diện tích sử dụng nó sẽ tối ưu được rất là nhiều. Với 85m2 sàn thì em nghĩ là nó sẽ dễ chia phòng khách bếp. Cũng như là với nhà 4 tầng bây giờ thì hầu như các nhà biệt thự đều rất thích là phải có thang máy. Chính xác. Thì mình lại đặt đủ cái diện tích thang máy nữa. Đúng rồi. Hiện nay thì anh thấy là Ngọc Trai cũng chưa có nhiều cư dân về ở. Vâng. Anh đi đếm thực tế thì có 2 căn chuẩn bị về ở. Vâng. Đang hoàn thiện. Thế không biết là lý do là vì chưa bán nhiều hay là bán hết rồi mà cư dân không chịu về ở anh? Thực tế thì chủ tư bán được tương đối nhiều rồi. Tuy nhiên thì em cũng hình dung là một cái dự án, một khu đô thị và những sản phẩm gọi là cao cấp như này thì nó sẽ cần thời gian, nó giống như các cái dự án cũ của Vinhome vậy. Đúng nó rồi. Cần 5 năm, cần 7 năm để những khu này nó sẽ có cư dân lấp đầy. Đúng rồi, vì thực ra là dự án này từ khi triển khai đến giờ mới có được hơn 2 năm thôi. Đúng với rồi. Những chủ đầu tư khác em thấy rằng hơn 2 năm còn chưa chắc đã bàn giao được nhà cho chính khách xác. Hàng. Chứ đừng nói là về ở đúng không? Đây, thì chúng ta hãy cùng khám phá bên trong này. Sẽ được Khánh cũng như chị các bạn. Mặt tiền 8m này và phần diện tích rất là rộng luôn. Rất là rộng này. Đúng rồi. Chỗ này nó sẽ làm cái này mình có thể nếu thích là có thể để được một xe ô tô, ví dụ như bán nhiều nhà xe sang. Đúng rồi. Bán kính ra đây là để ô tô được này. Tức là nó sẽ là tùy theo nhu cầu. Vâng. Mà trước này mình có thể làm hồ cá này, đúng làm rồi. Sân vườn này. Đúng rồi. Bên hồng này nếu như mà mình có nhu cầu nhiều ô tô, mình sẽ để một cái ở bên trong nhà này đúng và rồi. Một cái bên ngoài. Hoặc không mình sẽ làm sân chơi ở đây cũng rất đúng là rồi. Và cái bí mật của những căn Ngọc Trai thì anh cũng muốn giới thiệu đến Khánh cũng như anh chị ở đằng được. Sau đây. Em thấy là cái diện tích bên sân nhà này nó cũng rất là rộng này anh này, diện tích bên hông này. Đúng rồi. Đi vào khi mình thiết kế lên sân vườn đây em nghĩ nó rất là đẹp. Wow. Rất là tuyệt vời anh Hoàng Anh ạ. Đúng không? Đắt lại gọi là sắt ra miếng đúng ở đằng rồi, sau đúng đây rồi. Đúng không? Đúng rồi, đắt sắt ra miếng. Khi mà em đến đây em mình nghĩ ra đúng là đắt sắt ra miếng ở đây. Mà cái diện tích sân sau này nó cũng phải được khoảng 3m, chừng 3m đấy. Hiện nay em thấy không, hiện nay là vẫn chưa, mình về chưa về hoàn thiện nội thất ấy. Vâng. Thì mình thấy vẫn còn cỏ, vẫn còn đúng các rồi. Thứ ấy. Khi nhưng mình mà làm một thời gian ấy, và anh đã gọi là đã đi xem 1-2 căn các anh chị đang hoàn thiện ấy. Thì cái phần đằng sau này, anh chị sẽ làm một cái sàn gỗ này. Đúng rồi.
sẽ vươn ra, mình có thể câu cá, mình có thể là uống buổi trà buổi chiều. Trồng cây đây, trồng có cây đây vươn ra đúng không? Đúng rồi. Làm em lại rất nhớ đến những căn biệt thự trên Vinhome Riverside. Cũng có bể hồ câu cá này, cũng có cả đạp vịt nữa. Và em thấy không? Mặt trước là Đông Bắc, đúng mặt rồi. Sau là Tây Nam này. Nhưng mà không khí có hồ ấy, nó vẫn khác hoàn toàn. Đúng rồi, thật ra thì với những căn mà có diện tích cây xanh, công viên nhiều, ở những phân khu mà có diện tích mặt nước và cây xanh nhiều thì không khí nó trong lành hơn rất là nhiều so với những phân khu ở bên ngoài anh ạ. Anh thấy là ở đây là các cái dạng dừa ấy, đằng sau ấy, thì chủ tịch bắt đầu mới trồng thêm. Đúng rồi. Và khi mà cư dân về hoàn thiện nhiều ấy, thì những cái phần diện tích mặt trước mặt sau này trồng rất nhiều cây to lên. Đúng. Thì cái không khí ở Ngọc Trai nó sẽ giống như Vinhome Riverside. Em nghĩ là căn này nó không chỉ là 160m² đâu anh ạ. Mà cái giá của căn này nó đã bao gồm cả cái diện tích mặt nước này, cái không khí mang lại từ cái phần sông này nữa rồi. Chính xác đấy, Khánh nhận ra điều đó, phải nói chia sẻ với anh chị là gì? Là rất là chính xác đấy. Tức là không phải là mình mua mỗi phần diện tích đất là 160m, mình mua cả cái phần cảnh quan tiện ích. Mà không chỉ sông đâu, còn một cái nữa mà em vừa đi qua ở công viên trung tâm ấy, em thấy cái đó là mình cũng có giá trị đúng không? Đúng rồi, cái tiện ích bể bơi, pha lê, máy kính này mà gần như là các dự án sau này của Vin mới có. Đúng rồi, có thể nói là gì? Ở Ocean Park 2 thì có bể bơi đảo dừa rất là đẹp rồi. Đúng rồi. Tuy nhiên bể bơi Ngọc Trai ấy, nó có một cái đẳng cấp khác. Đúng rồi, em quan sát thấy một số hình ảnh thì em thấy nhìn nó giống như một resort 5 sao, bể bơi của resort 5 sao hơn. Đúng rồi, tức là cảm giác giống như mình được bơi resort hàng ngày. Bây giờ nếu muốn sở hữu một căn song lập như thế này thì cần phải trả ra mức giá như thế nào? Anh chia sẻ với Khánh cũng như chị là gì, hiện nay ấy, các anh chị cư dân Ngọc Trai rất ít anh chị có nhu cầu bán lại. Và em thấy không, mặc dù là chưa có nhiều anh chị về ở, nhưng mà chỉ đâu đó chỉ khoảng 2-3 năm nữa thôi thì sẽ có rất nhiều anh chị về ở. Hiện nay ấy, thì căn Ngọc Trai này có mức giá tốt nhất thị trường của Ngọc Trai. Căn này thì diện tích 160m², biệt thự song lập và mức giá chỉ có 3x tỷ thôi. Thế em đang tò mò là x tiểu học hay là trung học của anh? X này rất là gọi là x rất là thấp. À, nó tùy theo độ thiện chí và tiến độ thanh toán của anh chị. Vâng, em cũng phải hỏi thế bởi vì là bây giờ anh thông tin trên mạng nhiều cứ suốt ngày x nhưng mà x nó là 99,99 nên là nó rất là khó, thì em cũng muốn anh chia sẻ đến quý vị để quý vị nắm được cái khoảng x nhỏ hay là to để có thể cân đối. Và nếu chia ra đơn giá ấy, thì căn này nó chỉ khoảng hơn 200 triệu mét vuông thôi. Vì thật ra là thời gian gần đây thì em thấy là thông tin những căn song lập mà diện tích 160m² ở Ngọc Trai bán ra rất là ít. Đúng rồi. Và với một cái mức giá như thế này thì em nghĩ là cũng là một cái giá để có thể đầu tư được. Chắc chắn rồi. Em hình dung số không? Số lượng không nhiều. Em hình dung không? Câu chuyện là đất đấu giá gọi là ở Hoài Đức đúng không? Đã lên đến 133 triệu mà không có hạ tầng, không có nhà, không có gì cả. Đúng không? Còn biệt thự là view hồ như Ngọc Trai của Ocean Park 1 hiện nay thì em cũng gần 400 triệu chứ. Em thấy không? Cũng loanh quanh 400 triệu. Thì nghĩa là mức giá loanh quanh hơn 200 triệu mét vuông ấy thì thực sự là mức giá đáng để đầu tư hiện nay. Đúng rồi. Và trong các dự án của Vinhome thì ngoài Vinhome Riverside mà có biệt thự ven sông ra thì gần như là Vinhome Ocean Park 1 chỉ có view thôi. Đúng rồi. Chứ không sử dụng được cái tiện ích này. Chính xác. Đảo dừa cũng chỉ là view sông thôi, không sử dụng được tiện ích này, giống như là Ngọc Trai thì gần như đó là số lượng có hạn, là bất động sản độc nhất vô nhị. Đúng rồi. Và nếu như chị mà có tầm nhìn đầu tư ấy, khoảng từ 5 đến 10 năm ấy, thì Hoành tự tin chia sẻ với chị là gì? Ngọc Trai Ocean Park 2 là một lựa chọn đáng cân nhắc. Đúng rồi. Và nếu quý vị đang mong muốn sở hữu căn biệt thự này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline trên màn hình để được tư vấn chi tiết nhất nhé. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Và đừng quên dành tặng cho Hoành và Lê Khánh một nút like cũng như đăng ký kênh anh chị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.